quên luôn, bà thức mà cũng quên luôn rồi, ngủ mà không chả biết ma gió gì. 12 giờ bình thường mà chị không tạo ra tiếng động thì làm gì mà chị ai bây giờ dậy. Chị sáng này chị tắm xong cũng đâu có trễ mấy đâu. Chị tắm xong mà 8 giờ mấy rồi đó chị. Thả lỏng ra, đừng có rướn người lên theo. Rồi như này là cái vùng mép làm sao lấy trời. Để cho cháy hết này. Bên kia lấy nó có đau không? Lấy không đau, nó không hết đâu. Không hết, nó chạy qua đây được chứ. Cô lên, thả lắm ra. Lấy chi? Chị, cái mép đau. Ây dạ, không lấy à? Cô lên thả lỏng ra. Ôm một cái gối chứ đừng có gồng cái mặt. Chị, ôi chưa đè luôn á. Chị gồng cái tay á, đừng gồng mặt. Gồng mặt là phải nặng mấy lần mới đè đó. Chị ơi, đau quá. Rồi. Đau quá chị ơi. Đâu có lấy từ đâu. Nó chưa ra luôn á. Ủa thấy tính ra là dễ lắm luôn á. Hợp tác mà vẫn không lấy à? Hợp tác mà lấy xong nó lại bị ra tiếp đó. Làm xong lại bị ra tiếp đó. Cầm hai cái để cho nó bằng vô, đập vô phát là được. Chả có gì. Lại luôn. Chập chị thêm bu thêm vô chắc cũng được. Không được, cô lời cố nha. Ở bên mình cũng hay nói nó nhất cái mụn và cái gì thôi. Cái dao hả? Cái đầu dao mình không phải thích ăn. Chị hỏi cho bác ạ. Chị hỏi cho bác ạ. Từng nghiệp từng bé đi sư ba về thành chị luôn.
mấy nay bữa hẹn 7:30 mà hôm qua này. Đi tới nằm chung này đúng không Quỳnh? Hả? Quỳnh? Hả? Đầu tiên tới nằm chung này đúng không? Đâu? Nè. Quỳnh, thả nó ra. Rồi. Em thả nó ra thì chị mới lấy được. Em gầm cái mặt lên khó lấy lắm. Em không muốn thả lỏng chứ đau quá chứ. Ôm gần cái tay ấy, đừng có gần cái mặt phải lấy hai lần là đau á. Tại cái mụn em nó bị chai á. Da yếu mà mụn chai là thôi rồi, nó combo đó. Xác định rồi đó.